chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo phi dị khả ngộ dị là dễ không dễ rất khó gặp chỉ những pháp như lai đã nói trên thường rất khó gặp những pháp đã nói trên thực sự được gọi là diệu pháp nói thấu triệt rõ ràng những hiện tượng trong vũ trụ. Rốt cuộc thấy được rõ ràng là hiện tượng gì? Đó là những gì trước đây chúng ta đã mất 8 giờ để nói về thiện tri thức. Rất khó để gặp. Thật sự rất khó gặp. Nếu có người nghe đều do đời trước từng làm việc Phật, không phải người phàm. Nên nói khó có thể gặp. Không dễ gặp được. Những lời này nhắc chúng ta nên trân quý nhân duyên đã gặp được rồi không nên coi thường bỏ lỡ gặp được rất khó thực sự là trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được trăm nghìn vạn kiếp mới gặp được một lần như vậy thời gian đó rất ngắn phút chốc sẽ vụt khỏi tay rất đáng tiếc đã gặp được cần phải giữ chặt gian khổ thế nào chúng ta cũng phải nghiến răng chịu đựng nhất định phải học cho được bởi vì cổ nhân thường nói người ở đời rất nhiều những chuyện bất như ý tám chín mươi phần trăm đều là những chuyện không vừa lòng cuộc đời này khổ biết bao gặp được nhân duyên thù thắng như thế nhất định phải có người làm phiền oán thân trái chủ đến ngăn trở nếu tâm không kiên định nguyện không vững vàng vừa bị gây gỗ ngăn trở của người khác liền thoái tâm thôi vậy không học nữa cơ hội lần này của bạn đã ra khỏi tầm tay ngày trước tôi cầu học ở đài trung những chuyện như thế đâu đâu cũng thấy cái gọi là kiên ghét chướng ngại thầy giáo rất yêu thương chúng tôi thầy nói với chúng tôi rằng con học giảng kinh con nói không đúng người khác sẽ cười chê như vậy có thể không sao nhưng nếu một ngày nào đó con giảng hay hơn người ta, thầy nói con không có đường để đi. Ngày đó, tôi nghe mà cứ ngẩn người, nói hay tại sao lại không có đường để đi? Sau này quả nhiên, quả nhiên là không có đường đi. Đạo tràng nào cũng không muốn giữ quý vị ở lại. bức ép đến độ không có đường để đi. Lúc đó có hai cách chọn lựa. Một là bỏ giảng kinh. Đi học cúng bái. Việc này cũng được chùa nào cũng đón mừng. Nhưng không đón mừng những người giảng kinh. Một lựa chọn khác là hoàn tục Ngày này không hợp với tôi Không làm nữa Trong tình cảnh như thế Gặp được quản trưởng họ hàng Quản trưởng họ hàng là thính chúng của tôi Bà thấy tôi ủ rũ mấy ngày Bèn hỏi có chuyện gì vậy Tôi đem tất cả những chuyện đó kể cho bà nghe Những lời ngày trước thầy đã nói Bây giờ tôi đã gặp Vậy thế bây giờ suy nghĩ nên theo con đường nào? Bà khuyến khích tôi Thầy nên theo con đường giảng kinh Không có chỗ ở Nhà con vẫn còn một phòng trống Thầy ở nhà con được không? Tôi đến nhà bà xem Đây là một căn phòng kiểu Tây không lớn Trong vườn hoa riêng lẻ là riêng lẻ nhà hai tầng nhà bà không đông gồm hai vợ chồng hai đứa con một đứa thì đang đi học một đứa đang đi lính bởi thế trong nhà chỉ còn một đứa một người giúp việc còn có một đứa con gái đã lấy chồng con gái không muốn xa mẹ nên sống cùng bà trong một hoàn cảnh như thế trên lầu có vườn hoa lộ thiên bà hỏi tôi như thế có ở được không có thể thiết một phòng thờ phật nhỏ giữ lại một phòng nhỏ tôi đưa bà đến gặp thầy lý ở đài trung Tôi cũng không dám quyết định. Gặp thầy Lý, thưa tất cả mọi chuyện với thầy. Thầy bảo được. Lúc đó tôi mới đến ở nhà bà, ở đấy 17 năm. Thật không dễ dàng. Cả nhà bà ủng hộ. Đến giảng kinh ở đâu? Phòng thuê, thuê một giảng đường hoặc mượn văn phòng người khác tôi thường giảng kinh buổi tối đi thuê phòng mượn phòng bởi thế không có chỗ nhất định để giảng kinh cứ hai ba tháng phải chuyển nơi một lần rất vất vả nhưng không gián đoạn Sau 17 năm Chúng tôi mới có một đạo tràng Đạo tràng nho nhỏ Có thể chứa độ trăm rưỡi người Nghe kinh có thể đặt trăm rưỡi ghế ngồi Không rộng lắm Bà giúp tôi 30 năm Sau này đạo tràng nhỏ đó cũng do quán trưởng họ hàng quản lý Chúng tôi gọi là thư viện Thư viện nghe nhìn hoa tạng Bà là quán trưởng Từ lúc ở nhà bà Cho đến khi tôi rời đạo tràng tròn 30 năm Trong 30 năm đó tôi không lúc nào không giảng kinh quý vị nghĩ gian nan biết bao